Chào mừng các bạn đến với kênh giải trí tổng hợp Kamita TV. Lâm Dược Sơn vạch trần sự lợi dụng của Linh. Mời các bạn cùng xem các diễn biến tiếp theo của Tình Yêu Bất Tử. Bản quyền thuộc về đài truyền hình Vĩnh Long, chúng tôi bình luận dựa vào những tình tiết diễn ra trong phim. Vì tình yêu mù quáng dành cho Linh, vì tin vào những lời thề thốt hứa hẹn của A Ta, mà Sơn tiếp tục nhúng chàm, phạm hết sai lầm này tới sai lầm khác. Không chỉ ra tay với người anh em chí cốt hồn điên, mà anh còn nhẫn tâm lấy mạng người em họ Lâm, còn tìm cách chiếm đoạt tập đoàn Đại Dương. Có điều, Sơn và Linh đã đánh giá quá thấp đối thủ. Lâm chỉ giả vờ không quan tâm tới cái chết của Uyên Thi, còn giao nhiều dự án quan trọng của tập đoàn cho đôi này. Nhưng thực chất đó chỉ là chiêu dụ rắn ra khỏi hang. Anh từ lâu đã sớm điều tra ra chính Linh là người có đủ động cơ, đủ dã tâm để sát hại vợ con anh. Anh còn phát hiện Vân Anh thật ra chính là Uyên Thi. Cả hai song kiếm hợp bích cùng nhau đối phó với Sơn và Linh. Và rồi cuộc chiến đấu gay cấn, căng thẳng cũng đi tới hồi kết. Lâm đã có toàn bộ nhân chứng, vật chứng, đã tới lúc chấm dứt chuỗi bi kịch. Có điều, Linh đã sớm đánh hơi được mùi bất ổn. Linh liền dụ ngon dụ ngọt Sơn ra tay sát hại Lâm. Có như vậy, mọi việc sẽ vĩnh viễn ngủ yên. Và Lâm vốn là người tốt trí đa mưu, anh có lường trước được kịch bản này. Sự manh động, nóng vội của Sơn và Linh có khiến họ sớm hiện nguyên hình. Tự tra đầu vào giò là những nội dung chính của chúng tôi trong video ngày hôm nay. Linh hớt hải chạy tới tìm gặp Sơn. Anh Sơn ơi, lần này chúng ta chết chắc rồi. Anh Lâm, anh Lâm. Sơn lo lắng, có gì em hãy bình tĩnh nói cho anh nghe. Linh hít một hơi thật sâu, giọng run run, hồn điên đã khai hết mọi việc với anh Lâm. Còn nữa, anh ta không hề ngu ngốc, anh ta đã có toàn bộ bằng chứng việc chúng ta chiếm đoạt tài chính tập đoàn Đại Dương. Anh Sơn ơi, em sợ lắm, em không muốn ngồi tù. Sơn hiểu tính khí của Lâm, dù là người một nhà, dù là anh em tốt của nhau, nhưng Lâm sẽ không nương tay với họ. Anh chỉ cố gắng tỏ ra bình thản để trấn an Linh, chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó. Lâm không phải kẻ cạn tàu ráo máng đâu. Linh gào lên, anh thừa biết anh Lâm yêu chị Thi thế nào mà. Họ còn mất đi đứa con chưa kịp chào đời đấy. Còn nữa, em phát hiện ra Vân Anh chính là Uyên Thi. Lần này chúng ta chết chắc rồi, anh phải làm gì đi chứ? Quả thật có nằm mơ cũng chẳng ai có thể nghĩ ra kịch bản này. Năm xưa khi bị vứt xuống núi, được sát thủ gửi về thấy toàn thân Uyên Thi đầy máu, phần chắc chính cô đã đi chầu Diêm Vương, cộng với bà Thủy tổ chức đám tang cho con gái, nên Linh không ngờ được Uyên Thi lại thoát chết thần kỳ. Cô còn thay đổi gương mặt, thay đổi thân phận để trở thành Vân Anh. Chính Vân Anh tát nước theo mưa, giả vờ được Uyên Thi, báo mộng khiến Lâm buộc phải tin vợ con anh bị người khác sát hại. Anh dốc toàn lực đi tìm chân tướng sự thật. Bằng sự thông minh, bản lĩnh của mình, Lâm đã dần có câu trả lời. Thì ra Linh vì sự ghen ghét đố kỵ, vì muốn chiếm hữu Lâm, muốn trở thành phu nhân chủ tịch tập đoàn Đại Dương mà ra tay tàn độc như vậy. Lại biết được Linh đã lôi kéo Sơn, cả hai đang nắm giữ vị trí quan trọng trong tập đoàn nên thành công thông đồng với nhau, đục khoét tập đoàn. Lâm đã tương kế tựu kế, giăn mẻ cá lớn để bắt trọn cả hai. Linh tỏ rõ sự nguy hiểm của mình. Linh thủ thỉ, anh Sơn ơi, cách duy nhất lúc này là giết chết anh Lâm. Thấy vẻ mặt hoảng sợ của Sơn, ả ta tiếp lời. Em đúng là ngu ngốc vì trước đây cứ nghĩ chỉ cần có được trái tim Lâm, chỉ cần trở thành vợ của anh ấy, em mới có thể có một gia đình hạnh phúc trọn vẹn. Nào ngờ em đã sai rồi. Anh ta chưa bao giờ coi trọng em. Chỉ có anh mới yêu thương em thật lòng, chỉ có anh mới vì em mà làm mọi chuyện. Chỉ tiếc là em nhận ra điều đó quá muộn. Giờ em chỉ có một tâm nguyện duy nhất là rời khỏi đây cùng anh. Làm lại từ đầu, cùng sinh con đẻ cái cho anh. Chỉ vài lời đường mật của Linh, Sơn đã mũi lòng. Anh đanh giọng đáp, em nói đúng. Chuyện này em cứ giao cho anh. Sơn chủ động hẹn gặp Lâm tới một nơi ít người qua lại. Vừa thấy Lâm, anh đã dốc bộc tâm sự. Lâm à, trong mắt anh, em luôn là em trai của mình, xem gia đình em như gia đình của anh. Cũng nhờ có cậu mợ cưu mang đùm bọc anh mới có thể có ngày hôm nay. Lâm khẽ cười, anh Sơn, anh đừng nói những lời khách sáo như vậy. Ta là người một nhà mà. Sơn thở dài, ánh mắt đầy tội lỗi. Anh dò hỏi, Lâm à, em biết chuyện của Linh rồi phải không? Lâm tỏ ra ngây thơ, anh nói gì em không hiểu. Sơn chua chát, Lâm à, em biết rõ tình cảm anh dành cho Linh. Dù cô ấy có làm ra chuyện tồi tệ gì, dù cả thế giới có quay lưng với cô ấy nhưng anh cũng không thể bỏ mặc cô ấy. Em đã từng yêu, chắc em là người hiểu rõ nhất. Chỉ mong em hiểu và thông cảm cho những gì anh sắp làm. Lâm chất vấn, anh Sơn à, anh nói gì lạ vậy? Sơn giọng rưng rưng, anh rất tiếc vì em đã biết quá nhiều chuyện. Nếu em không chết thì người chết sẽ là Linh. Anh không thể bỏ mặc cô ấy. Nếu có kiếp sau anh xin được làm trâu làm ngựa báo đáp cho em.
Lâm tìm cách thuyết phục, anh Sơn à, tình yêu thì không có lỗi, nhưng anh đã sai vì đặt tình yêu vào người không xứng đáng. Linh không hề yêu anh, cũng chưa bao giờ yêu em. Thứ cô ta yêu chỉ là bản thân của cô ta, là gia sản của Trần gia. Cô ấy chỉ đang lợi dụng anh mà thôi. Anh hãy tỉnh ngộ đi trước khi quá muộn. Sơn có phần lưỡng lự. Anh là người hiểu rõ nhất sự ích kỷ, độc đoán của Linh. Nhưng rồi chợt nhớ tới những lời hứa hẹn của Linh, cô còn nói cô đang mang thai giọt máu của anh. Anh hiểu anh phải có trách nhiệm bảo vệ mẹ con cô. Anh hít một hơi thật sâu đáp trả. Lâm à, em bảo vệ người phụ nữ của em và anh cũng vậy. Rồi Sơn rút dao định lấy mạng Lâm. Nào ngờ, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một giọng nói vang lên. Sơn, hãy bỏ vũ khí xuống. Anh đã bị bao vây. Thì ra trước khi tới điểm hẹn, Lâm đã gọi điện báo công an. Họ vẫn âm thầm bảo vệ cho anh. Giờ khi thấy Sơn manh động, họ liền xuất đầu lộ diện. Sơn chẳng còn sự lựa chọn nào khác, buộc phải buông con dao xuống, giọng cay đắng, anh thua thật rồi. Anh chỉ có một thỉnh cầu duy nhất, xin em hãy giơ cao đánh khẽ cho Linh. Hãy để anh nhận hết tội lỗi về mình. Lâm vỗ vai anh Sơn à, thật không ngờ anh lại si tình tới mức này. Linh chỉ xem anh là công cụ báo thù thôi, cô ấy cũng không hề mang thai. Anh Sơn, oan có đầu, nợ có chủ. Lần này chắc em không thể giữ lời hứa với anh được rồi. Từng câu từng chữ khiến Sơn chết lặng. Chỉ vì Linh mà khiến đời anh rơi vào vòng lao lý, khiến anh mất tất cả. Bởi việc bao che, tiếp tay cho Linh, chắc chắn Sơn sẽ phải dùng cả thanh xuân, tuổi trẻ sau song sát nhà lao. Lâm và Vân Anh, sau khi hóa giải được hận thù, sẽ làm gì để chữa lành trái tim tổn thương của cô? Cả hai liệu có thể quay về bên nhau? Mời quý vị đón xem những diễn biến hấp dẫn tiếp theo của bộ phim Tình Yêu Bất Tử. Hãy để lại bình luận của các bạn bên dưới. Like và đăng ký để đón xem các tập tiếp theo nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.